Rồi cái báo cáo course participation thì nó cho chúng ta, tức là cho người giáo viên biết được là ở từng cái hoạt động ở trong cái khóa học thì cái mức độ tham dự là nhiều ít thế nào. Ví dụ như bây giờ tôi muốn xem là cái forum là những cái lỗi tiếng Anh thường gặp, lỗi phạm thường gặp của người Việt ấy. Nên là cái mức độ tham gia như thế nào thì ở đây này. Đấy, tôi nhìn ở đây là tôi thấy là chỉ có mỗi bạn Thu Vân này là có hai cái action ở đó. Đấy, nhưng mà nếu mà để khóa này kết thúc cũng lâu rồi, như tôi muốn xem dữ liệu cách đây 10 tháng chẳng hạn, tôi sẽ thấy được cũng không có thêm cái gì cả. Rồi tôi thử một cái hoạt động nào khác nha, ví dụ như là cái hoạt động mà end of course feedback chẳng hạn. Đấy, đánh giá cuối khóa học. Ở đây do cái bộ lọc ấy, là những ai không tham gia thì là nó mới như thế này. Nữa giờ tôi show students, xin lỗi nãy giờ cái phần báo cáo này đó, nó phải đầy đủ như thế này thì mới đúng rồi. Đó, như thế này thì tôi muốn xem cái báo cáo là cái hoạt động tổng kết khóa học, mỗi người phải tạo cái video nói ba điều mình thích, hai điều mình chưa thích và một điều mình muốn học thêm về khóa học đó nào. Thì tôi chọn là trong cái khoảng thời gian bao lâu đấy, và bây giờ tôi thử không không chọn thời gian, tôi cứ để hoạch định như vậy. Và tôi muốn báo cáo là tất cả những học viên ở của lớp đấy, và tôi chọn đầu như này thì các bạn sẽ thấy ok, đây là danh sách của những người mà có tham gia đấy, và tham gia nhiều hay ít. Nếu như muốn thì bạn có thể chọn là chỉ với những người nào mà post lên thôi. Đó, thì ở đây là chúng ta cũng thấy được đó này. Đó. Rồi chọn ai là chỉ có view thôi thì bật lên đây, chúng ta cũng sẽ thấy được. Các bạn cứ bấm vào để nó lọc yes no ha. Mặc định là nó để no lên trên cho nên là chúng ta thấy nhiều người, nhưng mà nếu mà chúng ta mà chọn cái mục yes đó, thì chúng thấy là có rất nhiều người là đã xem cái hoạt động này. Cho tôi thử cái hoạt động khác nhé, ví dụ như quay trở lại cái forum lúc nãy đi, common pronunciation mistakes. Lúc nãy thì chúng ta xem chỉ có manager thì có vài người, nhưng mà bây giờ này đấy, tôi bật chế độ là student và tôi kiểm tra xem những ai đã view cái forum này. Thì các bạn thấy là có thông tin rất là đầy đủ, và muốn xem thông tin học viên này thì bấm vào là nó sẽ ra được cái profile giống y như những cái đường link đến tên user khác mà thôi. Đấy, thế thì tóm lại là gì? Cái báo cáo course participation này thì nó cho phép người giáo viên có thể thấy được cái mức độ tham gia của người học ở từng cái hoạt động một.